Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay B1 sẽ làm bộ chữ nổi led bát. Và sau khi cắt xin xi alu xong thì bên mình sẽ uống bằng format uống nổi lên. Thì phương án này mình sẽ uống nổi hai mặt, mặt trên cũng 3 phân và mặt dưới cũng 2 phân luôn. Đây. Và tiếp tục sẽ là phần sơn ha. Thì các bạn hỏi là sơn sao mà đỉnh vậy, thì không phải là đỉnh đâu. Làm sao mà sơn cái màu pha cái màu sơn mà nó giống cái màu alu được. Thì mình sơn hẳn vào bên trong cái mặt thằng alu luôn để cho nó tệp màu với lại form đó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ gắn led bát, led này led F30. Thì anh em nhớ nên lấy về trước rồi mới khoét lỗ, đo rồi khoét lỗ, test lỗ chứ. Cái phần này mình cắt lỗ 3.1 thì nó hơi rộng nhưng mà không sao, dán keo lại luôn. Đây thì cái mặt trước của nó như thế này. Chà, trông rất là đẹp ha. Led đơn sắc nên chỉ có dây âm dương thôi, nó bắt ra nó cũng đơn giản. Đây là khung sắt. Rồi, cái phần chữ phần đế bên dưới thì bên mình dùng form mix 5 ly bắn gia cố trên khung sắt. Còn mặt bên góc phải này thì mình sẽ có thêm một cái bảng đèn led nữa nè. Bảng đèn led cũng khá là đẹp mắt ha. Đây, lên đèn thì ở ngoài thì lung linh lắm các bạn. Trên này ở trên điện thoại này thì sắc màu nó hơi tối một tí và nó không được thật lắm. Rồi cái này thì bây giờ chúng ta sẽ lắp đặt thôi ha. Anh chị nào cần bảng hiệu rẻ, bền, đẹp, độc đáo thì liên hệ bên em nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.